Tử vi tuổi Thân 2023 có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ trong năm giữa tam tai. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, nhận định chung về tử vi tuổi Thân 2023 có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ so với các năm trước, nhưng để có được sự phát triển bùng nổ, e rằng đương số vẫn phải nỗ lực chờ thời cơ. Căn cứ vào hệ thống sao chiếu mạng và mối tương quan giữa đương số và lưu niên, chúng tôi đưa ra những nhận định hung cát cho tuổi Thân ở các phương diện cuộc sống năm 2023 như sau. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Thân 2023. Tử vi 2023 của 12 con giáp nhận định người tuổi Thân bước vào năm giữa tam tai nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân, vì đến khi bắt đầu lại bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn. Năm 2023, quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác. Song bạn cũng chớ nên quá hiền lành, nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người ấy, thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến nên bản mệnh cần tập trung củng cố vị thế của mình, hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi nữa cũng chớ nên lơ là, vì lơ là thì sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì đến một lúc nào đó sẽ lọt vào mắt quý nhân. Hơn nữa, năm nay cũng không chỉ toàn những điều bất trắc, có một vài thời điểm trong năm các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá. Bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí dù chưa được thăng chức đi nữa thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng. Và những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Thân năm 2023. Tình hình tài chính của người tuổi Thân cũng không có nhiều biến động trong năm 2023 này, hoặc là dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước. Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá là xứng đáng. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể là người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân. Không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư, kinh doanh quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức trong thời điểm này. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần kiên trì giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay. Do có hung tinh kiếp sát tác động, con sắp này dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá chán rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vạy, nợ nần người khác. Và những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù giải hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tình duyên tuổi Thân năm 2023. Phương diện tình duyên chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình và hạn tam tai 2023 nên cũng khó lòng khởi sắc. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình. Quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm của cá nhân nên chẳng thể nghe lọt tai ý kiến của người còn lại. Nếu không chú ý hàn gắn, cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng, con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người thân yêu nhất. Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn lòng mở ra trái tim cho người khác. Bạn sợ hãi những tổn thương quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai nên vẫn cứ mãi tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc.
Bạn mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh. Hãy dũng cảm cho một người nào đó có cơ hội. Có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ và những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình. Kim bài Thái Tuế và linh phù giải hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe của tuổi Thân 2023. Do tác động của hung tinh nên người tuổi Thân cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo dễ gây ra tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải mổ xẻ, chạy chữa. Cuộc sống có nhiều áp lực, bản mệnh cần phải giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức, để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị. Và những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Thân. 1. Tử vi tháng 1 năm 2023 âm lịch. Người tuổi Thân không gặp được nhiều thuận lợi trong tháng đầu tiên của năm mới. Thời điểm này bạn hạn chế đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh hoặc chi tiêu tốn kém, kẻo cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Bản mệnh cũng nên chú ý gìn giữ các mối quan hệ của mình, tránh mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác cần phải giữ hòa khí thì mới có thể chung tay hoàn thành công việc. 2. Tử vi tháng 2 năm 2023 âm lịch. Sang tháng 2, vận trình của bản mệnh có nhiều chuyển biến tích cực, thích hợp cho các việc làm ăn. Người làm công ăn lương cũng gặp được nhiều điều may mắn hơn trong công việc, được cấp trên giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Phương diện tình duyên, bạn có thể nảy sinh tình cảm với một ai đó mà chưa tiện công khai. Hãy tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương thông qua những cuộc trò chuyện, tiếp xúc, hai người sẽ hiểu thêm về nhau. 3. Tử vi tháng 3. Tháng này, người tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội hiếm người có được. Nếu biết nắm bắt, bạn có thể bước lên vị trí cao hơn, nhưng nếu rụt rè, lo ngại thì dễ có cơ hội trôi qua đáng tiếc. Trong gia đình, vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn. Bạn cần tìm cách hóa giải tình trạng này càng sớm càng tốt, nếu không mối quan hệ sẽ ngày càng trở nên căng thẳng, dẫn đến tình trạng không cứu vãn được. 4. Tử vi tháng 4. Con giáp này không gặp được nhiều may mắn trong tháng 4, thậm chí nhiều công việc bất ngờ xảy ra sự cố, khiến bạn phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết. Tốt nhất bạn không nên hành xử nóng nảy, khiến mọi việc càng lâm vào bế tắc. Tài lộc không có nhiều tiến triển đáng kể, chủ yếu là vì bạn gặp phải đối thủ cạnh tranh đáng gờm, bản mệnh không nên quá nông nổi hoặc hiếu thắng, kẻo dễ mắc sai lầm. Hãy xác định lợi thế của mình là gì, rồi có hướng phát triển phù hợp. 5. Tử vi tháng 5 âm lịch. Người tuổi Thân cần phải nghiêm túc trong công việc vào tháng 5, chớ nên được trăng hay chớ, tạo ấn tượng không tốt đẹp cho người làm lãnh đạo. Khi đi làm, bạn cần phải tuân theo những quy định của tập thể. Cuộc sống áp lực khiến bạn dễ trút những cơn nóng giận của mình lên đầu người ấy, nhưng hành động đó sẽ khiến mối quan hệ của hai người nhanh chóng rạn nứt. Thay bằng nóng nảy, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn. 6. Tử vi tháng 6 âm lịch. Một số cơ hội sẽ đến với người tuổi Thân ở tháng 6 năm 2023, nhưng bạn không thể chỉ há miệng chờ sung mà cần tích cực giành lấy. Cơ hội chỉ dành cho những ai xứng đáng, nếu cố gắng bạn sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định. Người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được một vài đối tác khá triển vọng. Đôi bên nên tìm hiểu kỹ về nhau trước khi đi đến quyết định hợp tác, như vậy sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn, bất đồng về lợi ích trong tương lai. 7. Tử vi tháng 7 âm lịch. Công việc của con giáp này gặp phải đôi chút khó khăn trong tháng 7, tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội để bản mệnh phát hiện ra tiềm năng của mình. Vì thế, đừng đầu hàng khó khăn hoặc bỏ dở giữa chừng khi công việc không được như ý. Trong chuyện tình cảm, bạn cần dũng cảm và quyết liệt hơn mới theo đuổi được người mình thầm mến. Nếu bạn cứ chần chừ, do dự, rất có thể cơ hội sẽ trôi tuột khỏi tay bạn, và điều còn lại chỉ là sự hối tiếc mà thôi. 8. Tử vi tháng 8 âm lịch. Người tuổi Thân dễ phạm tiểu nhân trong thời điểm này, dẫn đến công việc khó có thể tiến triển như ý muốn. Bạn cần khéo léo hơn trong cách hành xử, không nên làm mất lòng mọi người xung quanh. Tình hình kinh doanh buôn bán khá ế ẩm vì bạn không bắt kịp với xu thế của thị trường. Con giáp này cần có tầm nhìn rộng hơn, chứ không thể chỉ loanh quanh mãi với những điều quen thuộc. Đối thủ có thể nhân lúc này vượt xa bạn. 9. Tử vi tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9, mọi việc có dấu hiệu hòa hoãn, bạn cũng có thể cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, bạn vẫn không được phép lơ là trong công việc, kẻo những lỗi lầm nhỏ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Quý nhân có thể xuất hiện giới thiệu cho bạn cơ hội đáng thử sức, đừng chần chừ, do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất nhanh. Con giáp này nên tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn, đừng lo sợ bản thân thua kém người khác. 10. Tử vi tháng 10 âm lịch, bản tính nóng nảy có thể đẩy bản mệnh vướng vào vòng thị phi, mâu thuẫn trong tháng 10. Con giáp này cần biết mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào để hành xử cho đúng. Đặc biệt không nên chủ động gây hấn với người quyền cao chức trọng. Phương diện tình duyên cũng khá nhạt nhòa khi vợ chồng bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà quên không quan tâm đến nửa kia. Hai người cần phải chia sẻ với nhau nhiều hơn, thông qua quá trình đó tìm thấy động lực để tiếp tục cố gắng. 11. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 này nhận định người tuổi Thân nên xem xét hợp tác với mọi người xung quanh nhiều hơn. Nếu mọi người biết đồng tâm hiệp lực, việc khó đến mấy cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nếu còn đơn thân, độc mã, bạn sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực, thường xuyên mệt mỏi, thậm chí lâm vào bế tắc. Người trẻ tuổi còn chưa có nhiều kinh nghiệm, chớ nên vội vàng bước chân vào lĩnh vực đầu tư. Bạn nên học hỏi, lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn. Nôn nóng thể hiện bản thân mình chỉ khiến bạn dễ vướng vào rắc rối hoặc tổn thất hơn mà thôi. 12. Tử vi tháng 12 âm lịch. Công việc bước vào giai đoạn nước rút khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi, song cũng vì thế mà bạn nhìn thấy mục tiêu để cố gắng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn sẽ được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng cuối năm kha khá. Phương diện tình cảm chưa có nhiều dấu hiệu nổi bật, song người độc thân vẫn sẽ được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn nên chủ động giao lưu với người khác thì hạnh phúc mới tìm đến. Cuối năm là thời điểm thích hợp để bản mệnh nhìn nhận lại những gì mình đã làm trong suốt một năm vừa qua để rút kinh nghiệm và có hướng thay đổi phù hợp. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của những gia chủ tuổi Thân trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.